Phụ tùng của com xin giới thiệu các bạn cùng ga của xe Novo 456 Exciter 150 nha quý vị nha. Như sau cái chi tiết hàng riêng chính hãng nha quý vị, mình được kèm hàng khi nhận nha quý vị. Đúng hàng riêng chính hãng thì mình nhận hàng, không đúng thì mình không cần phải nhận hàng và không mất đồng phí ship nha quý vị nha. Mình yên tâm đặt hàng nha quý vị.